Tổng chi của Saudi Pro League lẽ ra còn cao hơn nếu Liverpool không từ chối đề nghị 190 triệu đô la Mỹ cho Mohamed Salah từ Al Ittihad. Vào ngày cuối phiên chợ hè tại Saudi hôm 7 tháng 9, Al Ittihad được cho đã đưa ra lời đề nghị cao hơn khoảng 220 triệu đô la Mỹ nhưng vẫn không thuyết phục được Liverpool. Ngoài Mohamed Salah, những ngôi sao khác cũng là mục tiêu của các đội bóng Saudi Pro League. Al Ittihad đã cố gắng tuyển mộ Jadon Sancho vào ngày 7 tháng 9 từ Manchester United nhưng không đạt được thỏa thuận với câu lạc bộ Anh. Trước đó, Al Hilal cũng không thể thuyết phục Lionel Messi và Kylian Mbappé tới thi đấu tại Saudi Pro League. Saudi Arabia vẫn thu hút nhiều ngôi sao khác sau thương vụ đưa Cristiano Ronaldo tới Al Nassr hồi đầu năm. Al Hilal đã chi mạnh tay với 377 triệu đô la Mỹ, trong đó có thương vụ kỷ lục 98 triệu đô la Mỹ cho Neymar. Al Ahly và Al Nassr cũng không kém cạnh, với hơn 200 triệu đô la Mỹ và 176 triệu đô la Mỹ để mang về nhiều tên tuổi lớn. Dù Liverpool từ chối đề nghị cho Mohamed Salah, việc Al Ittihad đưa ra lời đề nghị kỷ lục cho tiền đạo này thể hiện sự sáng tạo của các đội bóng trong Saudi Pro League trong việc thu hút những ngôi sao hàng đầu thế giới. Với sự tham gia của các tên tuổi như Salah, Neymar, Ronaldo và nhiều ngôi sao khác, giải đấu này trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn cho các cầu thủ hàng đầu trên thế giới. Tổng chi của Saudi Pro League lẽ ra còn cao hơn nếu Liverpool không từ chối đề nghị 190 triệu đô la Mỹ cho Mohamed Salah từ Al Ittihad. Vào ngày cuối phiên chợ hè tại Saudi hôm 7 tháng 9, Al Ittihad được cho đã đưa ra lời đề nghị cao hơn khoảng 220 triệu đô la Mỹ nhưng vẫn không thuyết phục được Liverpool. Ngoài Mohamed Salah, những ngôi sao khác cũng là mục tiêu của các đội bóng Saudi Pro League. Al Ittihad đã cố gắng tuyển mộ Jadon Sancho vào ngày 7 tháng 9 từ Manchester United nhưng không đạt được thỏa thuận với câu lạc bộ Anh. Trước đó, Al Hilal cũng không thể thuyết phục Lionel Messi và Kylian Mbappé tới thi đấu tại Saudi Pro League. Saudi Arabia vẫn thu hút nhiều ngôi sao khác sau thương vụ đưa Cristiano Ronaldo tới Al Nassr hồi đầu năm. Al Hilal đã chi mạnh tay với 377 triệu đô la Mỹ, trong đó có thương vụ kỷ lục 98 triệu đô la Mỹ cho Neymar. Al Ahly và Al Nassr cũng không kém cạnh, với hơn 200 triệu đô la Mỹ và 176 triệu đô la Mỹ để mang về nhiều tên tuổi lớn. Dù Liverpool từ chối đề nghị cho Mohamed Salah, việc Al Ittihad đưa ra lời đề nghị kỷ lục cho tiền đạo này thể hiện sự sáng tạo của các đội bóng trong Saudi Pro League trong việc thu hút những ngôi sao hàng đầu thế giới. Với sự tham gia của các tên tuổi như Salah, Neymar, Ronaldo và nhiều ngôi sao khác, giải đấu này trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn cho các cầu thủ hàng đầu trên thế giới.